6 vấn đề cần hiểu đúng trong vụ việc Đồng Tâm. Tác giả Đăng Trường, giọng đọc Hải Yến. Lúc này đây, sự tỉnh táo là cần thiết để nhìn nhận bản chất, để hiểu đúng và hành động đúng vụ việc tại Đồng Tâm, Hà Nội. Vụ việc tại Đồng Tâm, Hà Nội đang gây nhiễu loạn thông tin trên mạng Internet. Trong đó, rất nhiều thông tin thất thiệt, giả mạo được tung ra nhằm gây tâm lý hoang mang bất ổn trong xã hội. Đây chính là mảnh đất để kẻ xấu lợi dụng, nhắm vào chỉ trích, miệt thị chính quyền, đả phá chế độ. Đập vào mắt các bạn trên Facebook lúc này là gì? Những thông tin từ mạng hải ngoại, mạng trong nước, Facebook có số lượng theo dõi lớn nhỏ, tất thảy đều cuốn vào dòng xoáy thông tin Đồng Tâm. Đó là những con số thiệt hại, những hình ảnh đau thương, những nỗi niềm chan chứa và chia sẻ sâu lắng tình người. Nhưng cũng xuất hiện tràn lan những bài viết, bình luận lệch lạc, không phân biệt đúng sai, phải trái, hoặc cố tình đánh lận, tạo ra luồng thông tin hỗn độn, đẩy trạng thái người xem vào rối ren, hoang mang, rồi bức xúc, phẫn nộ, mặc sức chửi bới, miệt thị. Lúc này đây, sự tỉnh táo là cần thiết để nhìn nhận bản chất sự việc, để hiểu đúng và hành động đúng. Nếu chúng ta để mình rơi tự do trong mớ thông tin rối ren đó, rất có thể tự mình đánh gục chính mình, hoang mang, không phân định phải trái, rồi trở thành con rối để kẻ xấu tiêu khiển, lợi dụng mà không hay biết. Chúng tôi nhận thấy cần xác định rõ ràng các vấn đề sau. Thứ nhất, bản chất vấn đề đất đai ở Đồng Tâm. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quy chụp chính quyền cướp đất của dân, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết. Từ đó, họ bị đẩy đến đường cùng. Đây là kiểu thông tin đánh lận bản chất, sai lệch hoàn toàn. Ở mọi quốc gia, đất đai dành cho lợi ích quốc gia, cho quốc phòng, an ninh là ưu tiên số một. Mọi dự án đất đai đều phải đặt lợi ích này lên trên và người dân, các tổ chức có nghĩa vụ phải chấp hành khi nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh. Thanh tra Chính phủ khẳng định, theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các đơn vị quân đội quản lý sử dụng vào mục đích quốc phòng. Các hồ sơ, giấy tờ hiện có chứng minh rõ hiện trạng đất quốc phòng không có sự mập mờ khuất tất nào. Hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn, không có việc tăng hay giảm diện tích đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm. Thứ hai, việc giải quyết khiếu kiện của người dân và những tồn tại đặt ra, nhiều thông tin nói rằng chính quyền đã không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại đối đầu, từ đó chỉ trích cách hành xử của chính quyền, của công an. Đây là kiểu suy diễn bỏ qua thực tế. Chúng ta thấy rằng vụ việc tại Đồng Tâm, đơn từ khiếu kiện cũng như bức xúc đã diễn ra nhiều năm nay. Chính quyền từ huyện, thành phố đến trung ương đã vào cuộc giải quyết. Trong đó có rất nhiều cuộc thanh tra của Hà Nội, rồi thanh tra chính phủ. Sau việc người dân Đồng Tâm bắt giam giữ trái phép cán bộ và công an vào năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp xuống đối thoại và cho thanh tra toàn diện. Khi người dân không đồng ý với kết luận thanh tra của Hà Nội thì thanh tra chính phủ cũng đã vào cuộc, làm rõ tất cả các vấn đề có liên quan. Thanh tra chính phủ kết luận, theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất đai sân Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Tháng 8 và tháng 11 năm 2019, Thanh tra Chính phủ và thành phố Hà Nội lần lượt có các cuộc họp để thông tin, đối thoại
với nhiều người dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn. Cùng với đó, nhiều ban ngành trung ương và Hà Nội cũng đã vào cuộc đối thoại, giải thích và các biện pháp ổn định địa bàn. Như vậy, không thể nói chính quyền phớt lờ đối thoại hay không giải quyết khiếu kiện của người dân. Ở đây cần thấy, liên quan việc sử dụng đất quốc phòng tại địa bàn do chính quyền tại đây buông lỏng nên xảy ra tình trạng thời gian dài nhiều khu đất bị lấn chiếm trái phép, kể cả xây dựng nhà cửa. Người dân đã đầu tư tiền bạc vào đây để xây dựng. Khi giải quyết những tồn tại này, chính quyền Hà Nội đã có các mức tính toán đền bù phù hợp. Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung về việc thành phố Hà Nội ban hành các quyết định giao đất tại xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho đơn vị quân chủng phòng không không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân là đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra thành phố Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân. Đồng thời, những cán bộ để xảy ra sai phạm cũng đã bị xử lý. Cụ thể, bí thư xã Đồng Tâm bị khai trừ đảng, 3 lãnh đạo khác bị cảnh cáo và 1 bị khiển trách. Điều đó cho thấy không có việc bao che cho cán bộ sai phạm như một số thông tin. Trong giải quyết vấn đề khiếu kiện liên quan đất đai, chúng ta thấy rõ những phức tạp, khó khăn, nhất là việc đền bù thế nào cho hợp lý. Với Đồng Tâm, các cấp từ địa phương đến trung ương dành thời gian giải quyết suốt thời gian dài bằng nhiều biện pháp khác nhau, cho thấy sự quan tâm, lắng nghe, cầu thị, hoàn toàn không phải thờ ơ vô cảm như một số thông tin rêu rao. Việc đưa ra những câu từ như cướp đất của dân, chèn ép là luận điệu mang tính xảo trá, kích động. Thứ ba, cần phân biệt rõ ranh giới giữa kiến nghị của người dân với hành vi lợi dụng, cố tình phạm tội. Trong việc thực hiện chính sách đất đai tại đây, cũng cần thấy rằng cùng tính chất như nhau, nhưng 3 xã bên cạnh là Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc đã thực hiện nghiêm chỉnh. Vậy tại sao Đồng Tâm nhiều hộ lại cố tình không thực hiện? Số này bất chấp việc đối thoại, giải thích của cơ quan chức năng đã hô hào kích động người khác, chống đối, bắt giữ cán bộ, gây sức ép. Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu chứng minh rằng ông Lê Đình Kình giữ vai trò đầu tàu, tập hợp những người khác, trong đó có các phần tử bất hảo, nghiện ngập, tụ tập về Đồng Tâm, phân chia ra các bè mảng để thề ăn đủ. Số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi, trong đó có nhiều nguồn tài trợ từ tổ chức phản động hải ngoại, biến việc đòi đất ở Đồng Tâm thành cái cớ để gây sức ép với chính quyền, chống phá nhà nước. Có chống phá là có tiền từ bên ngoài rót về, vì thế những đối tượng này đã kiếm sống bằng nguồn tiền phi pháp dựa trên vỏ bọc khiếu kiện đất đai. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm. Chỉ vì động cơ vụ lợi thấp hèn kiếm những đồng tiền nhơ bẩn mà chà đạp lên pháp lý, đạo lý, biến mình thành con rối trong tay kẻ địch để phản dân hại nước. Do đó, chúng ta không thể gọi từ nhân dân Đồng Tâm nói chung mà phải tách biệt nhân dân Đồng Tâm với những kẻ phạm tội gây tội ác, mượn cớ đòi đất để gây sức ép với chính quyền rồi thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt là gây trọng tội giết người là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Không thể bao biện, không thể ngụy trang dưới hình thức đòi đất, khiếu kiện để gây tội ác như vậy. Nhẫn tâm ra tay với cán bộ, với công an, cái đó phải thấy rõ để lên án và nghiêm trị trước pháp luật. Thứ tư, về việc trấn áp của lực lượng công an. Chúng ta thấy rằng trong các biện pháp công an thì trấn áp là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Mấy năm nay, các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách để giải quyết, để đối thoại. Nhưng những đối tượng chống đối, bất chấp, bỏ ngoài tai, cố tình phá hoại. Kỷ cương luật pháp phải được giữ nghiêm, không thể vì những đòi hỏi vô lý
mà tạo ra những việc làm như rào làng, bắt giữ cán bộ, tra tấn. Cơ quan công an đã nhiều lần gọi hỏi, răn đe, song các đối tượng vẫn cố tình thực hiện đến cùng và gần đây gia tăng các hành vi gây rối, tấn công cán bộ. Chính những kẻ quá khích ở đây đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí với mục đích sát hại cán bộ, cho thấy sự manh động, nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, chứ không còn là sự đối phó nhất thời. Việc cơ quan công an áp dụng biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng phạm tội là biện pháp tuân theo tố tụng hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Do đó, không thể nói công an đàn áp dân mà phải thấy rõ yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm. Không thể đánh lận khái niệm dân nói chung với những kẻ phạm tội gây trọng tội. Không thể để các đối tượng nhởn nhơ chống phá, gây tội ác mà không áp dụng biện pháp mạnh theo luật định. Thứ năm, tình cảm tiếc thương, chia sẻ trước những tổn thất về con người khi ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh. Những cán bộ chiến sĩ công an thực thi công vụ, trấn áp tội phạm, đối mặt hiểm nguy nhưng họ đã không nề hà, không quản ngại hy sinh, dấn thân thực thi nhiệm vụ để bảo vệ trị an, bảo vệ luật pháp. Chúng ta thấy rõ tính chất hung hãn, mất nhân tính, giết hại cán bộ của những đối tượng chống đối. Các đối tượng phải trả giá cho hành vi tội ác của mình và dư luận cần nhận diện rõ điều đó để lên án, không thể ngụy biện với bất cứ lý do gì. Thứ sáu, cần nhìn đúng đắn về sở hữu đất đai, vụ việc ở Đồng Tâm cũng như các vụ việc phức tạp về đất đai hiện nay. Chúng ta cần cách nhìn toàn diện, tránh bị giật dây, cuốn theo sự suy diễn sai lệch, trái với tính sở hữu đất đai. Hiến pháp nước ta quy định, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ. Khi nói về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là đề cập đến một hệ thống quy chế chung trong quan hệ đất đai mà toàn dân là chủ thể. Nhưng toàn dân không thể đứng ra thực hiện quyền năng cụ thể như chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, mà nhà nước thực hiện quyền năng này. Những tồn tại, mâu thuẫn, tranh chấp đất đai phần lớn do quá trình quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt do chế độ công hữu hóa đất đai trước đây, từ đất tập thể hợp tác xã, đất đai được giao về cho các hộ dân nhiều hơn để sản xuất. Quá trình lịch sử đó để lại những khó khăn trong việc phân bố lại, tái cơ cấu các chính sách sở hữu và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Một mặt, những bất cập trong bản thân chính sách pháp luật hiện có và quá trình thực thi pháp luật tại địa phương có khoảng cách giữa các quy định của pháp luật và thực tiễn, dẫn tới những tồn tại chưa được tháo gỡ. Do đó, không phải vì những vụ việc này mà cổ xí cho tư hữu đất đai. Vụ việc ở Đồng Tâm một lần nữa cho thấy ý đồ, hành vi của những con rối dưới tay các thế lực xấu tìm cách lợi dụng, kích động người dân, gia tăng sức ép, chống đối nhà nước, tác động vào tâm lý, gây bất ổn xã hội. Bởi vậy, sự tỉnh táo nhận diện và hành động đúng trong vấn đề này là hết sức cần thiết. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.